Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách làm sẵn khoai tây để khi nào chúng ta ăn thì chúng ta chiên nhé. Cách sơ chế để có khoai tây sẵn khi chiên. Chúng ta chỉ cần sơ chế xong chúng ta cất vào ngăn đá tủ lạnh. Sau đó ăn thì chúng ta bỏ ra chúng ta chiên thôi. Không cần phải giã đông hoàn toàn, chỉ cần bỏ ra cho nó bớt đá dăm ở trên khoai tây đi. Sau chúng ta mang chiên ra. Đây là khoai tây mua về này, chúng ta sẽ gọt sạch vỏ này, sau đi rửa sạch và thái miếng. Rồi chúng ta vừa ăn này chúng ta sẽ mang đi luộc sơ nhé. Mình sẽ chia sẻ cái cách sơ chế cực kỳ đơn giản mà chúng ta có được phần khoai tây chúng ta dùng dần. Để khi mà không có thời gian ấy, thì chúng ta sẵn mang ra chúng ta chiên thôi. Hoặc là trộn với dầu ăn cho nó chiên không dầu chúng ta chiên. Sơ chế xong cất ngăn đá tủ lạnh khi nó ăn này dùng. Bỏ ra trộn với chút dầu ăn này cho vào nồi chiên không dầu chúng ta chiên. Hoặc là chiên trên chảo dầu thông thường thôi. Cực kỳ đơn giản. Ở đây mình có 1 kg khoai tây nhé. Mình đang gọt để mình đi rửa sạch rồi thái. Rồi cứ gọt như vậy đến hết nhé. Các bạn cho mình chút muối trắng vào đây nhé. Và cái nồi này sạch này, cái ốc sạch, nước sạch này. Khoai tây làm sạch này. Các bạn thái miếng vừa ăn. Sau đó ngâm vào cái ống nước này để cho nó ra hết cái nhựa đi nếu có nhé. Rồi sau đó mình lại rửa sạch lại và để ráo nước rồi mang đi luộc sơ. Cái cách sơ chế này nó đơn giản lắm và chúng ta lại có được cái phần khoai tây dùng dần. Khi ăn thì chúng ta thì sẵn mang ra chúng ta chiên hoặc là cho chiên với dầu thông thường hoặc là cho chiên với dầu chúng ta chiên. Cắt miếng đều miếng và vừa ăn nhé, theo khẩu vị của từng nhà. Siêu thị thì mình mua sẵn thì họ cũng có sẵn về sẵn chiên thôi. Nhưng mình tự làm được như này thì mình biết rõ nguồn gốc. Và cái này nó không để hạn quá lâu. Mình tự làm mà. Mình khoai mua rất là rẻ đấy, mua ngoài chợ 10.000 đến 12.000 một cân này. Khoai tây. Cứ làm như vậy đến hết nhé. Bây giờ mình đã rửa sạch rồi, để ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một nồi nước nhé, để mình luộc sơ. Để khi mà mình chiên này nó sẽ không bị teo lại và nhanh chín hơn. Và khoai nó sẽ không bị khô quá bên trong. Bên ngoài giòn, bên trong không bị khô nhé. Nên mình sẽ tiến hành. Nước sôi lên các bạn cho luôn này. Trần đến khi nước sôi trở lại là được nhá. Mình đổ ngay ra cái rổ và xả nước lạnh vào. Là xong cái phần sơ chế khoai. Rồi để cho nguội thì cất vào ngăn mát tủ lạnh, cho cái bóng sạch hoặc cái hộp sạch. Đậy kín lại rồi cất vào ngăn đá tủ lạnh. Nhìn mình nhầm bao đá ăn thì các bạn bỏ vào chiên. Chỉ cần bỏ trước 5 phút thôi. Vẫn còn đá răm thì vẫn chiên được nhá. Chứ không cần phải giã đông hoàn toàn để chiên nhá. Cần sủi lên là tắt bếp nhé. Vì để sủi quá khoai nó sẽ bở thì nó sẽ bị lát, nó sẽ bị gãy. Thì cần nó sủi lên thôi. Chúng ta tắt bếp này. Bạn nhìn thấy không? Bắt đầu trong trong khoai đấy. Làm như này khi chiên này nó sẽ không bị khô, nó không bị mất nước và khoai nhanh chín và giữ được độ giòn. Bên trong thì là mềm, không bị cứng quá, không bị khô quá, bên ngoài thì giòn. Các bạn có thể dùng nồi chiên không dầu hoặc là chiên thông thường. Nếu dùng nồi chiên không dầu thì các bạn tẩm cho mình một chút dầu ăn vào để chiên thì nó sẽ ngon hơn, ngậy hơn, có cái bơ cũng được. Còn chiên thông thường thì các bạn cứ cho nhiều dầu vào và chiên ở nhiệt độ 130 đến 150 độ này. Chiên đến khi khoai giòn.
đầu sủi lên như này là mình tắt bếp nhá, và đổ ra cái rổ cho nó ráo nước và xả nước lạnh vào cho nguội. Khi mà chiên xong, khi mà luộc sơ xong này, các bạn thấy không, khoai không hề bị lát nhá, giữ được cái độ mọng của nước này. Mà nó chín sơ khoảng 40-50% như này thì khi chiên nó nhanh chín hơn và nhanh giòn ngon hơn. Đấy, và bây giờ mình sẽ đợi cho nó thật là ráo nước đi, sau đó mình sẽ cho vào cái túi buộc thật chặt lại và cất vào ngăn đá tủ lạnh. Lạnh khi nào ăn thì mình bỏ ra mình chiên. Đây là mình đã chia sẻ cách sơ chế khoai tây để chúng ta dùng dần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.